Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm giỏ quà Tết nhé. Giỏ quà truyền thống gồm có mứt, bánh, kẹo, rượu, thuốc lá, trà, chè, cà phê. Rất là đầy đủ như thế này. Mình sẽ dùng mứt này, mình sẽ cố định vào cái giỏ quà này bằng keo lén. Sau đó các bạn căn chỉnh làm sao cho nó đều các bên những cái phần bánh kẹo, sô-cô-la, trà, chiếc như này. Cố định vào bằng keo lên như vậy. Dùng nhiều keo một chút để cho nó bám được lâu. Mình tự làm giỏ này thì mình sẽ biết được là mình cho những cái gì và những mua được những cái gì. Chứ còn mua giỏ quà sẵn thì nhiều khi làm những bánh kẹo mà không rõ nguồn gốc ấy, mình cảm thấy nó không an toàn ấy. Nên mình muốn tự làm như vậy. Đây các bạn, chè, thuốc này, đấy, rượu này. Hôm nay mình dùng rượu Hàn Quốc và thêm hộp kẹo nữa ở phía trên này nữa. Như này là đủ đấy, chè, thuốc, rượu, bánh, mứt, các loại kẹo, các loại bánh, cà phê nữa. Và những cái phần trống thì chúng ta sẽ dùng những cái phần trang trí, chúng ta trang trí kèm vào lơ hoa các thứ để chúng ta cho vào những cái phần trống để nó không bị trống ấy. Đấy ạ. Nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà theo mình thì chúng ta tự tay làm để nó vừa ý nghĩa lại vừa đẹp lại vừa đảm bảo về chất lượng ấy. Và nếu mang đi biếu thì các bạn có thể bọc bọc một cái tấm giấy bóng ở bên ngoài rồi sau hơ bằng cái máy sấy tóc nhé. Còn nếu mà để tại máy ban thờ thì chúng ta cứ đặt cái này lên máy ban thờ Tết thôi. Xin chào các bạn.